Hi, chào các bạn. Hôm nay mình vừa về được ba em La Hán này. Đấy, các bạn nhìn thấy khủng chưa? Vừa mới về xong vẫn còn nóng bỏng. Hôm trước về hai em thì đã bán hết luôn rồi, nên hôm nay về thêm được ba em nữa. Đấy, size thì bằng bán tay thôi các bạn, nhưng mà đầu ấy các bạn nhìn thấy chưa? Quá khủng long luôn. Em ở giữa là đầu to nhất. Kinh thật. Đấy, size nó chỉ bằng bàn tay, size 5 ngón. Đây các bạn nhìn. Đấy, đây là về body cá rất là đẹp nha. Rất là tròn cá. Quá đẹp luôn. Đấy, mình đã quay nhanh gọn thôi để cho các bạn nào mà yêu La Hán thì inbox mình sẽ báo giá cho các bạn nhé. Giá đợt này mình về được rất là rẻ nên các bạn cứ yên tâm. Đấy, size to và bàn tay, đầu to luôn. Cá rất là sung luôn, khỏe. Mình đăng video này lên YouTube thì có thể cũng gọi là để giao lưu bạn bè mọi người biết đến video cho vui thôi. Nhiều khi các bạn quanh đây bạn đến, có khi là các bạn chưa kịp hỏi giá thì đã bán mất rồi. Đấy, nên là mình cũng gọi là có hàng không khủng chút thì mình quay lên để cho các bạn cùng xem với mình thôi. Đấy, đấy, nhìn các cái quá đẹp luôn các bạn. Đấy, còn bên cạnh đấy thì mình vẫn có hàng bé đây các bạn nhá. Hàng này size khoảng hơn 3 ngón. Đấy. Ở đây còn một em La Hán mái. Bạn nào thích về để ghè đây. Ép đẻ. Có một em đấy. Đây còn ba em size 3 ngón đây. Em này lúc thông nhau sang với bể này bị lật cái tấm ngăn nên là đánh nhau trước cái đầu. Bọn này không ngăn ra đánh nhau ác chiến luôn. Đấy, giá size bé này bên mình đang bán là 700. Đấy, giá công khai luôn. Cho các bạn xem. Bé thì hàng có rất là nhiều, thì hầu như là sẽ trong nhà lúc nào cũng có. Giá thì dao động từ 700 cho đến 900 tùy to bé với lại độ đầu to khủng. Hàng đẹp xấu các kiểu như vậy. Đây các bạn. Bởi vì đầu to đẹp nên về các bạn vẫn phải chăm sóc làm sao ăn uống thức ăn nó kia tốt. Đấy. Chứ không phải là về mà cứ thế nó to đâu, về có khi lại xẹp đi. Mà mua bé có khi về lại đầu to đùng. La Hán này các bạn chơi các bạn phải nghiên cứu tìm hiểu một chút nhá. Đấy, kinh chưa? Thôi thì cũng không cần phải các bạn lấy nữa, mình báo giá luôn với các bạn luôn được. Đấy, giá con này sẽ là 1,8 triệu cho đến 2 triệu. Như em to nhất này mình phải bán 2 triệu, còn hai em bên cạnh kia 1,8 triệu. Để chắc chắn là đầu to nhất thì bạn nào cũng sẽ muốn mua rồi. Đấy. Ok, đấy, hôm nay mình quay một video ngắn vậy thôi. Đấy, để giới thiệu về chút La Hán khủng cho các bạn xem nhá. Đấy, mà giá như này thì chắc chắn là các bạn nếu tham khảo size như này thì các bạn cũng sẽ thấy là rất là rẻ chứ không hề đắt một chút nào luôn nhé các bạn nhá. Cực rẻ đấy. Ok, đấy mình kết thúc video thôi. Các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếp một like, ủng hộ mình bắt đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video của các bạn nhé. Ok, bye bye.